Con thấy người làm công việc xây dựng như xây nhà, cầu đường, công việc cực kỳ nặng nhọc và nguy hiểm. Lương thấp, đủ thứ khó nhằn, nhưng cái gì cũng có hai mặt. Việc làm đường, làm cầu sẽ khiến cho người khác thuận tiện đi lại. Cất nhà để người ta có chỗ ở thoải mái hoặc để làm việc. Và con cũng cảm thấy cần biết ơn những người này. Câu hỏi là làm những việc như vậy có phước gì không? Mà sao con thấy nhiều người họ khổ cả đời, ai làm nghề này cũng khổ. Trong Mangala Sutta đó, thì những công việc nào đó mà nó thuần là công việc, tức là những công việc thủ công đó, thì ai mà có những công việc đó thì họ có được cái hạnh phúc tối thượng. Thì cái công việc mà xây cất này đó nó cũng thuộc về cái công việc thủ công, bởi vì cái bản chất của công việc này nó không có làm hại ai. Nếu mà xét theo đúng bản chất thì nó không có hại ai. Tuy nhiên nếu như nói ban đầu, nếu như mà mình đúng thì mình có một cái nết sống là chánh mạng, tức là mình sống không có tà mạng, thì nhờ như vậy mình có phước, đúng là nó có phước. Nhưng mà như vậy cái môi trường xây dựng bây giờ là một môi trường rất là độc hại. Cái sự độc hại mà sư nói ở đây không nằm ở chỗ tài năng lao động, không nằm ở chỗ đất cát xi măng, mà nó nằm ở cái môi trường khác. Ví dụ như mình tiếp xúc với những kẻ thô lỗ, nó là điều kiện cho tâm sân nó sanh khởi. Quý vị để ý những cái người mà xây dựng, hiếm người nào mà cái tâm tính nó hiền hòa. Mà khi mà mình sống nhiều trong tâm sân á, thì mình nói bằng tâm sân, mình nghĩ bằng tâm sân, mình làm việc bằng tâm sân, thì như vậy là mình đang tạo cái nghiệp bất thiện. Đó là chưa kể khi mà mình thô lỗ, mở miệng ra là mình chửi, thậm chí mình không có ý chửi nhưng mà mình ví von, ví dụ như cái con bò, hoặc thậm chí là cái thứ đứng đường. Thì quý vị nên nhớ một chuyện là khi mình mở miệng ra đó, giả sử như mình chửi hoặc là mình nói ai đó, đó là con bò đó, tức là mình đang tạo cái nghiệp để mình thành con bò ở một đời sau kiếp khác nha. Mình nói cái chữ mà đang mạch đó, ha, thì có thể là mình đang tạo cái nghiệp thành gái đứng đường ở đời sau kiếp khác. Mỗi một câu nói là nó tạo một cái nghiệp. Cho nên thì nó mới nói cái môi trường đó là cái môi trường độc hại. Rồi đó là chưa kể mình có thể mình chửi người này, mình chửi người kia, mình nói xấu người này, mình nói xấu người kia, thì toàn bộ những cái đó nó chính là ác nghiệp. Bản thân cái công việc á, bản thân công việc thì nó là chánh mạng bởi vì nó là công việc thủ công, nhưng mà môi trường thì nó lại là môi trường độc hại. Rồi đó là chưa kể là mình có thể nói dối. Quý vị, nếu như quý vị là công nhân xây dựng thì quý vị trả lời giùm sư là khi quý vị đi làm có nói dối hay không? Có thể có. Mà nếu như nói dối thì nó cũng là ác nghiệp. Rồi đặc biệt là thầy thợ bây giờ đó, xin thưa, cuối tuần hoặc là ngày thường cũng vậy, rất là hay nhậu. Những cái ngành nghề khác á, thì nó xin thưa sư cảm thấy là cái ngành nghề khác họ không nhậu nhiều, mà cái ngành xây dựng là nhậu rất là nhiều. Mà như vậy là mình lại tạo thêm ác nghiệp, lại thêm ác nghiệp nữa là bởi vì mình uống rượu.
Rồi đó là chưa kể sư quen biết với một số người họ cũng làm công nhân xây dựng, nhưng mà họ do họ nhanh tay lẹ mắt cho nên là họ lại phạm thêm một cái tội nữa là tội trộm cắp. Quý vị biết là những cái công trường á thì thường lúc nào họ cũng kêu dư hết trơn. Ví dụ như cái xây dựng một cái công trình á, họ tốn ví dụ đi tốn 20 tấn cát, thì lấy ví dụ thôi nha, tại sư không có làm xây dựng sao không biết, thì thường họ có khi là họ phải kêu dư 30 tấn. Tại sao? Tại vì bị trộm hết 10 tấn. Làm 1.000 bao xi măng là họ thường họ mới kêu là 1.100, 1.200 hoặc thậm chí 1.500 bao xi măng. Tại vì kiểu gì thì cũng bị người này người kia trộm hết cái số còn lẻ còn lại. Cho nên á, cái nghề xây dựng, bản chất cái nghề ha, bản chất cái nghề đó là cái nghề thủ công. Và nếu như mà mình làm á, thì mình có thể là mình không có phạm vào tà mạng. Nhưng do cái môi trường độc hại của cái xây dựng này đó, cho nên có thể là thay vì là mình tạo phước thì mình lại tạo tội nhiều hơn tạo phước. Thành ra quý vị hỏi sư là tại sao mấy người mà làm nghề này họ lại khổ, thì xét lại họ có mắc phải những cái mà sư vừa mới nói hay không. Rồi hơn nữa nói về cái nghề thì đúng là cái người mà thọ hưởng á, ví dụ như mình đi trên con đường thì mình biết ơn những người làm đường, mình ở trong một cái căn nhà thì mình biết ơn cái người xây nhà, nhưng mà đừng nghĩ rằng bản thân cái người thợ đó đó là họ đang tạo phước. Sư xin thưa là họ nếu như họ không phạm phải những cái mà sư nói đó nha, những cái mà trong cái môi trường độc hại mà sư nói đó, thì họ chỉ được cái phước là họ sống chánh mạng, họ không sống tà mạng thôi, chứ họ không phải là họ làm cái phước, họ xây nhà, họ làm cầu, họ được phước. Bởi vì sao? Bởi vì họ lãnh tiền, họ đâu có làm từ thiện đâu. Hoặc là thí dụ như cái công việc đó họ làm trị giá công của họ là 10 đồng, họ lãnh chỉ có 8 đồng hoặc 9 đồng, không có chuyện đó nha. Cho nên cái người hưởng thì nên biết ơn, nhưng mà bản thân cái người làm á thì họ cũng chỉ là một công việc kiếm sống thôi. Tuy nhiên như sư nói ngay từ đầu, nếu như mà mình làm những cái công việc này hay mình làm những công việc này mà mình không phải rơi vào cái môi trường độc hại như là phải giao tiếp với những người thô lỗ, rồi mình sống trong cái tâm sân, rồi mình không phải nói dối, mình không phải uống rượu, rồi mình không có trộm cắp, thì chúc mừng nha, mình đã có được một cái công việc nuôi mạng chân chánh. Nhưng mà như sư nói khó ghê lắm.